đâu. Xíu nhiều quá, trong chắc còn có khi nó đánh gà quá nó sợ nhục đó. Mẫu mạnh, ôi đừng cầm sờ kim nữa. Đấy, cái gì đây? Đội chiến cùng đầu kìa. Ui, kinh nhờ. Ơ, bọn này nó tranh khó không nào, nó phít rồi, chém nó đi. Chọc chết mẹ luôn, hết quy là nó đánh thường. Còn là xuống gì nữa, nó tranh tốt, còn nào này nó phít rồi. Kiểu này là kiểu tranh tốt rồi. Rồi, lùi ra đi. Lùi ra đi, bố đổ đánh cho bây giờ. Mà cái người tổ ăn bãi người đá này đến cấp 3 rồi. Mẹ em nhầm. Trừng phạt sớm bớt đau khổ. Trừng phạt sớm bớt đau khổ. Mẹ em ghét cái con kia vãi. Con là con to kìa. Nó to con này. Con này yếu ai đấy. Con Gario. Farm đi em. Đang farm cái gì? Farm đéo thì toàn farm trượt thế. Trượt đéo đâu. Đi mà mít chết à? Ở đâu? Mít mình đâu? Mít mình AFK à? Đi team nó fit thì team mình cũng AFK. Cũng không hơn ai là. Rồi ôi. Hóa ra thì cũng chả hơn được ai. Ê, cái mẹ thằng rách, à thằng Z nhá, đi mẹ tránh Z xong rồi. Bày đặt chơi Z cơ. Và đến bây giờ mình ra mít phải con mặt lờ doay. Nó đánh cho sấp mặt. Mà cầm đồ đi rừng mà đi ra đường là bị mẹ đánh bị thọt chứ đùa đâu. Cầm đồ đi rừng mà ra đường là bị thọt. Thế cửa. Mà bị trừ tiền. Ông cầm đồ đi rừng bóng giết nhiều lính quán nó trừ tiền mà. Thế á? Đó biết à? Thế á? Sợ thế. Đi có mẹ khẩu này như buối. Đánh chết mẹ áo luôn. Sợ gì em ơi. Đi khổ thân tôi rồi. Đi có mẹ bảo kê đấy. Bảo kê áo đi mẹ áo hết ba la rồi. Mẹ nó lao vào húc như con. Đi cơ mẹ. Đéo với đạo. Cái gì? Hai ba thằng một mình tôi đánh. Ủa kìa, ai chửi đạo ngu kìa. Chửi con mèo. Nhà anh nuôi con mèo. Nhưng mà thực ra nó là con chó. What the fuck? Tên nó là mèo. Đúng là đạo ảo đá. Còn hơn ông ảo đá đấy. Bỏ ô chào ơi. Con chó mày nhớ tao quá. Tao bỏ ra ăn tìm cái này hồi sức lắm. Mà mày gì vậy? Thì con mẹ nó còn cướp cả bãi ma của tôi mới đau chứ. Thì ông quan đéo luôn cho nó đi. Con chó gây nó được free farm này tí mẹ nó quăng lên một cái cầu chết mẹ luôn đấy. Mắn chết mẹ luôn. Ui. Z nó nhất định không vào lại à? Đéo hiểu. Cứu mạnh ơi. Mạnh ơi cái gì? Tôi còn đang đẹp mít sắp mặt thế này.
Ôi da, đau thế. Rồi, nó sau lấy đau. Rồi. Ít mẹ thế mà vẫn chết ạ. Ôi, toàn. Ui, tốc biến làm gì em? Mẹ thằng Z này, mẹ lìm. Nhất định nó không vào lại kìa. Tí. Thôi chú lên mít ra đi. Hai quá biết. Quá là rồi. Chú lên mít farm đi anh thủ boss cho. Sao nó quay không về mic? Cái gì? Quay đi. Ê tôi xin con bùa. Bùa kẹo. Ơ cho tôi thật à? Mày này tốt đấy. Tặng cái này bắn hậu này. Ông là AD tôi mới cho đây. Ủa anh chết mẹ đi ông AD tôi rồi. Kìa khóa lại. Khóa lại. Đây. Ôi kìa. Ui dồi ôi. Thôi thật. Chơi nó. Tôi chết mẹ rồi. Đâu hiểu. Ai biết được pha đấy, tôi cứ nghĩ nó chạy được con này á. Cái chó anh ôm lâu thế. Đi còn mẹ. Đéo hiểu mẹ, đi một chán, yếu chịu. Pha đấy tôi cứ nghĩ nó hết chói, nó chạy thêm một bước nữa. Ai ngờ nó chói lâu thế. Chả đeo chịu được thật chưa đấy ai biết ôi, đâu ngờ hồi đừng văn đào ơi nên húc chết mẹ nó tôi đúng rồi có húc chưa húc nó ôi mới cấp 5 thôi đéo hiểu tờ này làm gì mới cấp 5 mánh nó kể cả không húc mánh luôn mày chạy à ui mày chạy đâu chậm lại quật nó sao tao bị chói cẩm mã mày hay quá thôi ok khổ tôi không ông nguyên đâu nếu mà chết lâu đấy công tại ông yếu quá chứ phải đấy đáng ngàn là ông không chết đâu chứ cái ông bị mẹ mổ yếu quá cay thật mẹ tôi chưa bảo cay thôi ông bị mẹ đây ra làm lại cuộc đời mẹ ra này em đúng có chói à cái chói để dành cái chói đừng để dùng để farm cái súng chói ấy là cái súng không mà không được dùng chỉ dùng để đánh nhau thôi súng chói đánh nhau lợi mấy lìn rồi nè bot nào bị đẩy tan hoang này tôi phải xuống rồi mất mẹ trụ đến đít rồi có chó ổn tí không có nhưng mà chạy đâu đéo tới tầm là ulti mẹ cha nó thôi bỏ chạy nhanh quá này phá mắt này này tôi lên mít không biết mít có thọ là không hay quá ra rồi oánh đi tôi lên đây rồi tôi có ulti oánh thoải mái đi ui trời ơi lốc trượt ôi trời ơi tưởng gió hoover mày này em pha sở dĩ hơi bị cồng cành của nó mạnh nhưng mà may quá vẫn ăn
Ui ôi, thôi. Không phải sợ con này. Ông thì chạy đi. Mày nhờ làm sao? Tôi trừng phạt Bính không? Tôi về đấy, làm gì cao. Ôi trời ơi, mà mù cái mắt. Nó không đéo gì được tôi. Con em đéo có đam mà rồi giết tôi. Mù cái mắt. Tôi có đi bộ về, tôi đứng đến nửa tiếng nữa, nó không đéo giết được. Mạnh được cổng canh nhưng mạnh được. Trận này có lẽ lên lên giảm hiệu ứng đi, giảm hiệu ứng là hợp lý hơn trong cái team này đấy. Có cái đi cơ mẹ, cái mỏ neo con này bị giảm tầm hay sao á? Trời ông mi mẹ. Nó bị giảm tầm rồi mẹ. Bây giờ sao ngoài ra xô bây giờ đéo có cửa ấy. Úi giời ơi, múa mày quay cuồng nó gõ cho một cái vẫn chết. Đỗ Mạnh ơi, đánh với na sốt kiểu gì đấy? Rồi mà ăn luôn cả rồng rồi. Rồi bỏ xuống ăn luôn chữ boss rồi. Ông đạo gì đấy, một bình anh làm sao đủ đam mà đánh? Éo hiểu. Nhà nó chặn ba đâu, gì chạy được à? Kéo đỡ được. Huy anh ơi đi xuống đây, Huy anh ơi. Giết nó này, bọn này thấp máu rồi, nó sẽ ăn trụ. Nó sẽ cố gắng ăn trụ, anh em. Mẹ trụ chứ. Xuống đây đi, ăn mạng. Ông không nhìn thấy mít gì à? Mít, nó không, nó không đẩy được đâu. Nó đẩy bao giờ mới đổ cái trụ mít. Con em đéo có đam. Nó chỉ có đam phép thôi, mà con đam bay được, mất mẹ trụ boss này này. Đấy, mẹ. Ông nhìn tôi xem, tôi xuống với ông đấy. Mẹ ông xuống đi cái mạnh đường đấy gì ai mà cứu được. Mẹ tôi tự cứu tôi ra. Là ông cứu tôi chết mẹ rồi. Là ông bắn chết mẹ ông rồi. Đây rồi. Ui. Ui gà bị ngay mà. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Ông đâu 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 đứng như mà thằng ấp đâu không làm một cái trò đấy gì ít nhất ông phải làm một cái gì quy cái đúng là cái chứ quy được kẹt luôn không thấy kia ở dưới chân à quy đâu tập biến quy đâu không nhìn ngáo cần à nói chung tất cả tại Huy Anh gà quá ha mấy ông gánh nồi mấy ông hiểu pha đấy để nó đứng biến về kiểu ngơ ngáo. Biến về đéo đâu đang chạy bộ ấy chứ, đéo ai đứng biến. Ông đứng biến về ngơ ngáo ở chỗ này, nó bị lao ấy nó bắn cho chứ. Gần chết chứ. Sao lại bị trong trong. Đéo có đứng biến về luôn. Gành cái cướp đấy. Chóp, lấy chóp. Đã đi với thằng ma sút ghẻ, vẫn còn thua à. Mang tiếng toàn đầu game ăn hẳn 2 mạng. Bộ đồng xuống boss đi. Ăn cứt lại bùa xanh. Đéo đi đấy còn thua cả cấp rừng cái này. Ôi ủa ơi, mẹ tí thì mất nha mày. Mẹ. Thằng hồn này. Bị choáng rồi đấy. Bị choáng rồi, ông đợi nó qua tường rồi mới choáng thì choáng làm đéo gì. Mày. Mày múa đi, sao mày không múa? Mày múa đi, sao mày không múa? Xóa rồi lại khóc. Anh. Vào luôn. Ông ơi. Radio yếu mà. Nhưng mà tôi mất láp rồi. Tôi có ăn được cái trụ để gỡ bạc phải. Ôi đi con mẹ nó có kinh vậy. Sao không ulti à? Không ulti thì đi về. Không có ulti thì đi thẳng về thôi. Không có từng cái vẹo gì rồi. Gõ tao gõ anh Mai à? Hãy cứu tôi cái. Mẹ con ra sốt nó khủng vậy. Tao đầu game ăn được ai mạng mà tao để ra sốt nó đè cho ăn như chó thế. Đúng Mạnh ơi.
đéo hiểu chó bị chó đè. Mà Nasus đúng là đéo hiểu con Nasus này nó lỗi lỗi đéo gì mẹ. Nó farm thua kìa, mạng thua kìa, máu đánh vẫn trên cơ ông đúng mạnh. Quy nó cao. Quy bao nhiêu? Nó farm người nhiều. Farm được có 233 quy, 31 quy cũng bình thường. 200 quy là nhiều lắm rồi đấy. Thường thôi, nó triệu hồi thứ giả rồi, toàn rồi, đúng mạnh ơi chạy đi, không ai cứu được đâu. Anh em đến đây, đéo ai mà cứu được. Mẹ tôi là người xanh nhất ở team này nè. Dấu hiệu ăn hết lính rồi team rồi làm béo. Discord mẹ. Nghe nó đốt nên nó biết sao bây giờ. Phá cái mắt này kìa. Đi phá. Mẹ vào phá mắt được tiền nên nó néo nó có mắt rồi nó cắm ở đấy thôi thì vẫn còn sợ. Ông đi với ra. Tôi đéo khả năng chạy ông đi mẹ đi. Ô, cái gì không? Không có cái ra ra ừ. Mít ra mít ra mít du ông hoàng ra mít du ông hoàng đánh ra du hoàng vào tôi đi rồi đây tôi đéo đủ chạy cái gì đi nè đéo chi được đéo chi được mấy ông ôi trời nó tốc biến luôn kìa. Ơ à, bắt rồi bọn mày chạy à đéo hiểu ông đấu mạnh người kìa à, đâu rồi đi cỏ mà ôi yếu rồi bật cái khiên lên đi cùng mà cái khiên hồi không ạ. Mà em chó đéo rồi đấy. Ông Đỗ Mạnh ơi quả đi hất cả thằng AD cả thằng Duy lên mà ông Đỗ Mạnh đã ulti vào chán lắm. Lên là chết bé luôn mẹ à mày. Vào ơi vào dòng ngon. Ôi giời ơi, đáng ra phải bắn sớm một tí. Bắn sớm liên quan đéo. Bắn sớm một tí trông có thể bắn được thêm một phát nữa bọn dây quy ấy. Ui giời ơi, sửa xong rồi. Toàn, Mr. Toàn. Mr. Toàn. Được dòng ngon không? Cái điều mà ông mạnh đéo thể làm được, đó chính ăn dòng. Và từ để làm được. Thôi. Có mỗi thằng AD nó ở đấy mà không ăn được nữa. Ông đi mẹ đi. Rồi ý là cái farm lính qua đây là kéo rồi đó. Tôi đang farm này tôi gánh đi. Mít kìa. Kìa. Một mình kéo mạnh hội với bố à. What thế này. Thì cứ mẹ. Mít quan trọng hơn. Mít mất chắc rồi. Bây giờ tôi ra bốn thằng ở đấy làm sao tôi đỡ được. Đỡ bằng niềm tin à. Mẹ Việt Nam hồi xưa cũng tưởng là mẹ thua chắc. Thua chắc cái cất. Vẫn đứng lên xã hội chủ nghĩa. Cất. Việt Nam như chó, đéo hiểu. Cái đấy gọi là ra hiến mạng nhưng mà ra thủ trụ. Còn ba que à? Chứ còn gì nữa? Hiến mạng. Đánh luôn. Đéo có vẻ gì mà đánh. Đánh luôn. Con sấp bót ghẻ nên đánh đuổi em đéo. Mất. Con đấy nó yếu mới lìn, con yếu nhất nó rồi. Yêu kia ơi. Ít con mẹ nó rồi. Ôn cất thế con đấy, đéo hiểu ôn ti con đấy thì cũng giết cái lìn được nó. Nó còn chưa dùng ulti kìa. Nó bù hết rồi. Nó nội là cái là nó khinh cái ông nó còn đéo thằng dùng ulti nhá. Cái ông có đánh nó gần chết đu rồi. Ông đội bay lên nó bay mất là xong. Hết phim. Đấy mà đuổi được con đấy. Điên. Điên đi đuổi Galio. Nó trâu vãi lìn ra thì con. Nó ulti nó chạy thì nó đuổi bằng rời. Mày ơi. Thương bót mày ơi. Ulti AD này. Mẹ trận này nó rét AFK tí ra tố cáo nhá. 5 người 5 cái tố cáo nhá. Có chưa? Có chưa? Ông đã mới đếm rồi. Để mạnh nhìn mẹ. 5 người. Đẹp ba đi. Nó phải tự tố cáo nó. Thì chơi luôn thằng kia tên lê xuống kìa đập luôn. Tố mạnh đuôi ra tí đi. Mẹ. Ok thằng luôn này này. Chạy nhanh vãi lìn ạ. Top ơi. Top. Thủ top. Ui lạ, ui trời ơi.
Mày chết mẹ tôi đều rồi. Quánh ngon tôi đều rồi. Có chói không? Chói này. Còn luôn mày à về. Không chạy đâu. Đánh luôn, sợ đéo. Đây rồi. Ở đâu ulti đâu tôi ngu người rồi. Để cơ mẹ. Nói ulti rồi, nói. Ờ hết ulti nhưng mà tôi không có đam. Mẹ. Nó có đam tôi không có. Bé như kìa. Làm gì tao? Đi vài đi làm gì? Đi vài đi làm gì? Đi vài làm gì? Chán thì phải nhìn nó mạnh lưu đá lưu đù. Lưu đá nó đù thằng duy nhất rất nhiều mạng nhất team đấy. À thằng duy nhất không âm mạng ở cái team này đấy. Thực ra là ông cũng mạnh. Chạy ra đấy. Ông giết được bao nhiêu mạng mà bảo kêu nhiều nhất team? Giết là 2 mạng, 5 hỗ trợ. Kéo quá nhiều. Tôi 5 hỗ trợ đây nhưng mà tôi giết được 4 mạng. 4 mạng màn phai KS nói chuyện làm gì. Ông muốn phép ít rồi gì. Vậy à, một mình tôi đánh 3 thằng kêu cây á. Đánh luôn sợ đéo thì còn mẹ về bố mày lại đánh mày. Mẹ về. Lại chạy như chó ơi. Chạy như chó khinh không được đánh đây nó quay nó đập cho thì cả hai thằng toàn đi lên tôi có ulti rồi mấy đi lên đây tôi đây lên thôi lên lên thật chứ lên đùa lên mày à ui giết bằng được tôi. Ai đấy cắm một mắt ở Baron này tao cắm một mắt ở đồng đi. Cắm mắt bà toàn đi. AD không bị cắm mắt đi. Thì AD kiểu yếu thì đây. Đấy tôi ra đây vòng sau lưng nó luôn này đập bọn nó đi. Ờ hay quá. Nó kìa giật nó ulti ulti. Ui trời ơi đông thế tay chiều. Ui trời ơi 4-5 thằng. Mẹ lết. Ông có con ti lên ông ti. Thôi bỏ đi, lùi đi, lùi đi, lùi, 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 lùi. Kéo nút thì làm đéo đời. Kéo chúng không đéo thì đánh được, làm gì có cái gì con phim của. Đi cho mẹ. Không có chiêu thức gì, con man phai không có ulti thì mang thương thắc cục đá thì động rồi đéo tác dụng đéo hành cả. Không đi với á gì thì cục đá cũng... Đâu mà tao không động gì. Ông Dương xem lại mình đi. Ông anh như mạng rồi. Xem lại luôn. Tôi nhất tôi không âm mạng. Thì tôi có đỗ trợ 6 ấy. Thôi. Chết bầy nói nữa. Tôi có ulti rồi. Tôi có ulti rồi. Ulti quá muộn rồi. Ok. Ok. Con chó, con rừng đánh thôi. Đi lên đánh là sút mưa nhanh. Đi mẹ không lúc nào nó tập trung mình đấy. Đánh bọn lính đi, đánh bọn lính đi. Nhớ cất. Gà, đi mẹ ơi, nhả vách. Được tận dụng đéo ở đâu mà làm tôi gánh tiếp ạ. Anh cứ dừng dòng này mất chắc rồi. Thủ đi ông ơi. Ăn con dòng ấy thủ. Để làm mấy con bắn nó bình phát. Và có con bố đỏ này con ăn thì ăn. Ê nó sớt đạo đấy. Sớt. Mẹ diện là sớt chả rách. Dám lên đéo đâu. Thấy mình là chạy mà. Mẹ đéo dám vào ăn bố đỏ luôn. Còn mẹ ăn hết ạ. Thôi từ. Tôi 10 giây ngâm đi hồi công ty cơ.
Mỗi công ty hồi lâu nó bảo mua cái đồ thời gian hồi chiều. Mua cái đồ đúng phế. To bao ơi. Bọn em biết con bát đéo lại mà đéo đi chung nữa rồi, nó chia nó đẩy á, một chó đẻo. Nó đấy. Đi con mẹ. Ôi giời ơi, đi con mẹ cứu. Ôi giời ơi. Đi con mẹ. Ôi giời ơi, tôi đây đây rồi, đi con mẹ đéo xem kịp rồi. Đéo được ung tin con rừng của nó, cái con mẹ chui mẹ một người, chui mẹ một tường. Đéo ơi. Thằng mặt lờ AD mày gọi đứng đấy. Solo 1-1 nào, con chó đấy. Con mẹ. Tất cả tại ông Huy Anh. Kéo hiểu đéo ai bảo kê. Mẹ nó sẽ phải gõ mắt con mẹ luôn. Ông lên cao thế làm gì. Mẹ tưởng đạo ở đấy đạo ulti một cái con rừng kim bạc. Mẹ ulti làm đéo không biết.